Thì chú lông này nó có khả năng là cắn vào tay, nó sẽ ngậm vào ngón tay nha. Đây, bụp. À, cứu tôi. Đó, rất là dễ thương luôn này các em. Thấy chưa? Anh Cá xin chào tất cả các em nha. Thì hôm nay anh mang đến cho các em một đồ chơi mới đây nè. Thì trước mặt các em là một quả trứng nha. Đó, thì một ok, thì anh sẽ cho các em xem đây là một quả trứng gì nha. Thì chúng ta có một chú khủng long sẽ nở từ một cái quả trứng này ra nha. Và khi mà quay qua đây thì các em sẽ thấy được cái gì nè. Đó, rất là thú vị luôn nha. Thì quả trứng này khi mà nó rơi từ trên đất xuống, nó rơi từ trên cao xuống, chạm vào đất thì nó sẽ nở ra. Đây, những cái đầu này nè, nó sẽ nở ra và chúng ta sẽ có một chú khủng long cắn tay ở trong này. Wow, rất là tuyệt vời luôn các em ơi. Và bây giờ anh Cá sẽ mở cái quả trứng này cho các em xem nha. Đó. Ok, thì anh và các em sẽ cùng xem thử là trong quả trứng này chúng ta sẽ có một bạn khủng long nào, và bạn khủng long này sẽ màu gì nha. Ok, rồi thì anh sẽ mở quả trứng này nha. Thì trong này nó hướng dẫn là chúng ta phải cho quả trứng này rơi từ trên này rơi xuống các em, và nó sẽ nở ra một chú khủng long này. Rồi thì anh sẽ lấy cái này, anh sẽ mở ra cho các em xem nha. Anh phải khui cái vỏ này ra nha. Đây, nó rách chữ cái này. Thì anh sẽ mở ra này. Rồi, anh sẽ lột cái vỏ này ra này. Ok. Thì anh sẽ review sơ qua cái trứng này này. Thì cái trứng này nó có một cái vết nứt đây. Đây. Và bên này nó cũng có một vết nứt nữa. Và bên này nó cũng thêm một vết nứt nữa, là ba vết nứt nha. Thì chúng ta bốn vết nứt các em nha. Đây, bên này một vết nữa này. Thì chúng ta sẽ có bốn cái vết nứt của cái trứng nha. Và nó được liên kết dưới này có hai cái lò xo, để khi mà chúng ta thả rơi thì nó sẽ mở tung ra nha. Đó. Và dưới cái đế của quả trứng này nó được làm phẳng này, vì chúng ta có thể để được nha. Rồi, thì anh sẽ cho nó rơi xuống này. Không biết là cái độ cao bao nhiêu thì nó sẽ nở ta. Rồi, chúng ta cùng xem thử là ở trong này anh và các em sẽ xem được là bạn khủng long này có màu gì và là khủng long gì nha. Rồi, anh sẽ thả rơi này. 1, 2. Wow, một bạn khủng long màu xanh lá cây nha. Ui, đẹp chưa. Ui, đây là sò ha. Thì bạn khủng long này là một dạng khủng long tắc kè này, tắc kè hoa này. Đó, bạn này có hai cái tai màu đỏ nha. Và đây là cái này thuộc là cũng dạng như là một cái mồng nha. Đó, cái mồng của con khủng long. Và cái đuôi nó có thể chuyển qua chuyển lại này, nó có thể chuyển động nha. Đó, các em có xem này. Và dưới này chúng ta có những cái lỗ dưới chân để bắt vít vào. Ok, và khủng long này có thể chuyển động nha các em nè. Rồi chúng ta cùng xem nào. Đó. Hay ha. Rất là thú vị luôn các em này. Thì không phải cái lỗ này nó bắt vít các em này, thì hai cái lỗ này để gắn vào cái trứng này nha. Đây, thì anh cho các em xem, nó sẽ gắn vào cái trứng này để cho nó đứng vững ở trong này nha. Và khi chúng ta thả trứng ra thì nếu mà thả một lượng vừa thôi nha, thì nó sẽ vẫn đứng được. Ok, thì anh sẽ thử lại nha. Anh sẽ gắn lại này. Anh xem nó sẽ nằm cái hướng nào đây. Bên này. Đây, hai cái lỗ này. Ok, thì anh đã gắn chặt rồi này. Thì bây giờ anh sẽ đậy cái trứng lại nha. Rồi, mình sẽ đậy cái trứng lại này. Cái mớp đâu rồi ta? Đây, cái mớp này. Đây. Không phải. Đây, cái mớp đây. Rồi, chính xác rồi nha. Như vậy thì anh đã lắp xong cái trứng lại nào này. Và chúng ta chỉ cần thả nhẹ thôi này. Đó, thả nhẹ thôi. 1, 2. sao không nở ta. Rồi anh sẽ thả lại chiều cao hơn một xíu nha. 1, 2. Vẫn không nở. Rồi, và anh sẽ thả cao lên một chút nữa. 1, 2. Rất là vui luôn các em ơi. Và chú khủng long này nó có một điều đặc biệt, đó là nó có thể
nó có một cái lò xo trong này và cái miệng này nó mở ra, mở mở vào này. Đây, ui sorry, đây không phải là mở dưới nha, mình bấm nhầm. Đây thì chú lông này nó có khả năng là cắn vào tay, nó sẽ ngậm vào ngón tay nha. Đây đục. À cứu tôi. Đó rất là dễ thương luôn này các em, thấy chưa? Rồi thì bây giờ anh ngồi ra nha, ngồi ra để cái bạn khủng long này. Thì anh còn mua thêm một bạn khủng long nữa, thì anh sẽ mở luôn thêm một bạn khủng long nữa này. Đấy, anh đã mua thêm một con khủng long riêng nữa, thấy chưa? Khủng long màu màu hồng mà hồng đậm nha. Thấy một chú khủng long rất là ngầu luôn, thấy chưa? Và bạn này cũng là một khủng long ngậm tay nha, cắn tay nha. Đây, hai cái đuôi vào quẩy này, cái cánh nó không di chuyển được, và cái chân. Và bạn khủng long này cũng có thể bỏ vào cái trứng này luôn. Và khi mà anh có hai ui cái miệng này rất là to luôn các em này, thấy chưa? Và anh sẽ cắn cái tay bên này ha, anh sẽ cho khủng long này cắn cái ngón tay cái nha. Và cái bạn khủng long này anh sẽ cho cắn ngón tay trỏ. Và anh đã có hai khủng long cắn. Rồi rất là dễ thương và vui luôn các em ơi. Này các em cùng xem nha. Rồi sau đó thì anh sẽ cho bạn khủng long màu hồng đậm này nha. Màu hồng đậm hay màu tím ta, chắc là màu hồng đậm rồi. Thì các bạn này cái con mắt nó hơi buồn ngủ này. Dễ thương chưa? Và anh sẽ cho vào cái trong quả trứng, và anh sẽ cho nó nở nha. Ok được nha, nhưng mà nó hơi bị nông, nó hơi bị chặt cái chỗ này nha. Rồi mình sẽ thả xuống này và chúng ta sẽ có một bạn khủng long màu tím. Mình sẽ thử lại nha, 1 2. Nó hơi bị chặt của các em, cho nên là nó không có bung. Hoặc là có khi anh lắp nhầm. Nên xem thử này, không nhầm đâu. Nhưng mà do cái này, bạn khủng long này nó mập quá. Rồi thì tổng kết lại thì anh đã có hai cái bạn khủng long rất là dễ thương. Hai bạn khủng long cắn tay nha, rất là dễ thương, các em cùng xem qua. Rồi, và một quả trứng. Quả trứng nó rơi tự động nở nha. Ui. Cứu tôi. Ok, như vậy là anh đã review xong hai bạn khủng long. Và anh hy vọng mà các em thích cái video này và cho anh một đăng ký cũng như là một like. Và ngoài ra anh hy vọng thì các em sẽ bình luận luôn bên dưới luôn nha. Rồi, và anh sẽ kết thúc video tại đây. Anh chúc các em có một ngày học tập vui vẻ và xem video của anh thật là giải trí nha. Rồi, chào tạm biệt các em và hẹn các em ở các video lần sau. Bye bye. Yeah.